Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 136 Ngài có thể không cần phải nói lời từ biệt với ý châm biếm được không? Đào Hoa nhíu mày, chỉ cần nói một câu nhẹ nhàng bảo ta ở lại tướng phủ, có khó gì đâu. Vô hạ phản ứng ngươi, thầm tại dã không ngừng đầu lên mà nói, nếu ngươi không thích ở đây, thì về tranh xuân các của ngươi đi. Thật là một người đàn ông đáng ghét, đào hoa miếu máu, thật sự lăn từ trên giường xuống và lăn nhanh như chớp về phía cửa. Ngươi đang làm gì vậy? Thẩm tại giã kinh ngạc, vội vàng đứng dậy kéo nàng đứng lên. Nhìn nàng từ trên xuống dưới với ánh mắt khó chịu, bảo ngươi cút, ngươi thật sự cút sao? Đào hoa nghiêm trang gật đầu, tướng ra nói gì thiếp đều nghe theo. Ngài nói gì, thiếp coi như thật, ta, thẩm tại giã tức đến muốn chết, ta bảo ngươi đi chết, ngươi có đi không? Được, đào hoa gật đầu, nhưng ngài đợi thêm vài năm nữa nhé. Đúng là nữ nhân ngu xuẩn, thẩm tại giã cắn răng, hừ lạnh một tiếng rồi ném nàng lên giường, nằm yên đấy. Trên giường lăn một vòng, đào hoa ôm lấy gối, nhìn hắn chế nhạo, ngài còn giữ cái này làm gì? Một chút ngừng lại, thẩm tại giã quay đầu trả lời, ngủ thoải mái, dĩ nhiên là để lại. Vậy, cái này thì sao? đưa tay cầm mảnh ngọc bội vỡ ra, đào hoa nhớn mày hỏi. Đây vốn là đồ của ta, người ném rồi, cũng không được ta lấy lại sao. Thẩm tại giã liếc mắt, ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngọc bội đó rất quý. Biểu môi, mất mặt ném đồ trở lại, đào hoa nói, quý cũng do ngài tự miệng cắn đứt, đập vỡ, liên quan gì đến thiếp. Giường này ngủ không thoải mái, thiếp về sân nhỏ đây, ngài từ từ xem công văn. Nói xong, nàng đứng dậy khoác áo rồi đi ra ngoài. Thẩm tại giã vô thức nhấc tay lên, nhưng lại nhíu mày rồi hạ xuống, nhìn nàng ra ngoài bằng ánh mắt lạnh lùng. Hừ một tiếng rồi quay lại bàn tiếp tục xem tài liệu. Hắn có phải không biết cách dỗ dành phụ nữ không? Nhưng rõ ràng những người khác rất dễ dỗ dành, sao Khương Đào Hoa lại khó đối phó như vậy? Khó chịu nằm trở về tranh xuân các, Đào Hoa nhìn thấy thanh đài bên cạnh mắt đẫm lệ, vội vàng khoát tay, chủ tử của ngươi mệt chết đi, đừng khóc nữa. Chủ tử, thanh đài nghẹn ngào quỳ bên giường, cắn răng nói, chỉ còn một tháng nữa thôi, người của triệu quốc vẫn chưa đến, ngài. Một tháng, đào hoa sợ hãi dùng mình, vội vàng đứng dậy nhìn nàng, sao chỉ còn một tháng thôi. Thanh đài móc ra bình thuốc, thuốc này bị từ tiên sinh lấy mất hai viên, nô tỳ không dám nói đó là thuốc gì, nên không ngăn cản được. Khóe miệng co giật, đào hoa cầm bình thuốc lên xem, bên trong chỉ còn lại hai viên thuốc cuối cùng. Vậy bây giờ phải làm sao đây? người của triệu quốc cũng sẽ không tự nhiên mà đến nàng không lẽ phải chết vì độc ở chỗ đáng chết này sao vậy nên thuốc này thật sự là không đủ dùng từ yến quy hỏi từ trên xà nhà trong phòng hai người sợ hãi mặt thanh đài trắng bệch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trên từ yến quy nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt bí hiểm tiến đến bên giường mở tay ra trong tay còn có một viên thuốc thanh đài tại sao phải nói dối thanh đài ngớ người ngập ngừng hai lần nhìn đào hoa rồi lại nhìn từ Yến Quy, nhất thời không biết nói gì. Nhìn bộ dáng trột giả của nàng, từ Yến Quy càng hiếu kỳ, tiến sát vào nàng một chút, híp mắt nói, theo lý, chủ tử của ngươi có vấn đề, phải báo cho thừa tướng, ông ta sẽ đau lòng cho Khương Thị, sao có thể không giúp nghĩ cách. Đào hoa sướng sờ, nghiêng đầu nhìn thanh đài một lúc lâu, thấy nàng mồ hôi đầy đầu, nói quanh co không ra lời, trong lòng lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra từ tiên sinh vừa đến đã bắt nạt nha hoàn của ta sao? Nàng cười nói, tướng ra khi nào lại đau lòng ta? Ước gì ta chết mới đúng, thanh đài nói dối cũng đúng thôi. Ước gì ngươi chết, tự yến quy nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái, thở dài, hai người các ngươi có hết chuyện chưa? Không thể ngồi xuống giải thích rõ ràng hiểu lầm sao, nếu thẩm tại giã muốn ngươi chết, sẽ không để lại giải dược cho ngươi, cũng sẽ không lo lắng đi khắp nơi tìm ngươi. Cái gì, đào hoa ngẩn người, nhìn hắn chằm chằm, có ý gì? Ngươi có phải còn ghi hận chuyện hắn muốn giết ngươi? Tử Yến Quy lắc đầu nói, lúc đầu ta cũng nghĩ hắn quyết định giết ngươi, vì nếu ngươi bị thái tử phát hiện, thái tử sẽ không còn tin tưởng thầm tại giả. Từ bất kỳ khía cạnh nào, ngươi đều đáng chết, nhưng ngốc tử đó không thật sự muốn giết ngươi, vốn định ăn cùng ngươi để ngươi không nghi ngờ, nhưng hắn chưa kịp ăn miếng nào, đã đưa giải dược duy nhất cho Lý Y nữa, dự định cứu ngươi. Kết quả ngươi tốt hơn, chạy mất không thấy tăm hơi làm hắn nghĩ ngươi chắc chắn đã chết còn bệnh nặng một trận khương đào hoa ngơ ngác nhìn tự yến quy khi mở khi đóng miệng đột nhiên cảm thấy không rõ hắn đang nói gì thẩm tại dã không muốn giết nàng nhưng không đúng nếu hắn không muốn giết nàng sao lúc gặp lại trong đông cung hắn lại muốn bóp chết nàng ngươi lừa ta à đào hoa nhíu mày hắn sao lại tốt bụng như vậy tự yến quy liếc mắt ta lừa ngươi để có thịt ăn hay sao người cứ hỏi người trong phủ này xem thầm tại giã đã sống thế nào hơn nửa tháng qua khương đào hoa im lặng nàng luôn nhìn thấy bản chất của sự việc nhưng lần này lại không rõ thầm tại giã không muốn giết nàng muốn giữ nàng lại hơn nữa điều này đi ngược lại lợi ích của hắn mà vẫn muốn bảo vệ nàng hắn có phải bị cửa kẹp đầu không nếu ngươi không tin có thể tự mình hỏi thầm tại giã xem hắn nghĩ gì về ngươi từ yến quy bĩu môi nói tóm lại chúng ta đánh cược, không phải ngươi thắng, là ta thắng, ngươi nợ ta một mạng. Điều này cũng tính sao? Đào hoa nhíu mày, thật sự ta đã từ quỷ môn quan trở về, tại sao hắn lại vô tội? Độc cũng là hắn hạ, ai muốn giải dược sau đó? Không biết trước nói với ta một chút sao? Đánh cược này, ta không thắng nhưng cũng không thể nói ta thua, hòa đi. Thật biết cách cò kè mặc cả. Tự Yến quy cười hư một tiếng, bóp viên thuốc nhỏ đó nói, hòa cũng được, ngươi giải thích cho ta đây là thuốc gì đi thành đài cúi đầu rất thấp không dám nói tiếng nào đào hoa nhìn nàng khẽ cười nói đây là giải độc dược ta không phải đã trúng độc sao thẩm tại giả đã hạ độc ngươi hắn cũng đã cho ngươi giải dược từ yến quy nhíu mày không có tác dụng bộ giảm nàng khi độc phát tác hắn chưa từng thấy qua đào hoa nhún vai ta có thể không nói được không không nói cũng không sao Tử Yến quy bỏ viên thuốc trong tay vào lọ thuốc của nàng, cười mà như không nói, viên khác đã được đưa vào cung ngự y, tin chắc không lâu sẽ có kết quả. Đào hoa nhún mày, nhìn Thanh Đài, bất đắc dĩ nói, đây không phải lỗi của ta chứ. Thanh Đài lâu sau mới ngừng đầu lên, mặt đầy áy náy nhìn nàng nói, nếu tướng ra có thể cứu ngài. Thì nói ra cũng không sao, không sao thật sao, đào hoa cười khẽ, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, người không sợ tân hậu trách tội sao. Thanh Đài im lặng, từ hai năm trước, nàng đã đi theo Khương Đào Hoa, vì rất thích chủ tử này, nên hai người rất thân cận và hòa hợp. Nàng nghĩ Đào Hoa không biết nàng là người của Tân Hậu, nên không đề phòng nàng. Nhưng, Đào Hoa lại biết rõ, không trách chủ tử đã từng nói, Thanh Đài, ta có thể giao mạng sống của ta cho ngươi, nhưng ta không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Nàng không dám nhận mạng của chủ tử, nhưng nếu hoàn toàn tin tưởng, nàng sẽ bị Tân Hậu kiểm soát gắt gao cổ họng căng thẳng thanh đài nặng nề cúi đầu lạy hai cái nô tỳ xin lỗi chủ tử đào hoa cười khẽ khoát tay nói ta đã sớm biết rồi người cũng không thể hại ta được ngoại trừ việc cho nàng uống loại quyến rũ cổ độc thanh đài hốc mắt đỏ bừng cảm thấy toàn thân lạnh như băng như mất đi thứ gì quan trọng nghĩ đến việc chủ tử đã biết hành vi của mình nàng hận không thể tự sát để tả tội đây là chuyện gì vậy Tự yến quy ngơ ngác hai người chủ tớ các ngươi tình cảm tốt như vậy làm sao lại tiên sinh muốn biết ta có thể nói đào hoa quay đầu nhìn hắn cười nói nếu các ngươi có thể cứu ta ta sẽ vô cùng cảm kích sợ rằng sau khi nghe xong họ sẽ không muốn cứu nàng Tử yến quy gật đầu mùi ngay ngắn ngươi nói đi triệu quốc suy thoái hậu cung can thiệp vào chính sự tân hậu muốn lập chỉ cả của ta làm hoàng tử ta bất đắc dĩ mới chọn đến đại ngụy hòa thân để tìm đường thoát đào hoa nói trước khi đi tân hậu sợ ta thoát khỏi sự kiểm soát của nàng, nên bảo thanh đài cho ta uống quyến rũ cổ độc, mỗi tháng cần uống một viên thuốc để ức chế, nếu không sẽ đau đớn ba canh giờ, rồi thất khiếu chảy máu mà chết. Tử Yến quy sợ hãi, nhìn về cái bình trong tay nàng, vậy nàng ta không có ý định để ngươi sống. Không ác như vậy, đào hoa cười khẽ, dược cấp 12 viên, tính từ khi ta xuất giá, sau một năm, sứ thần triệu quốc sẽ đến đại ngụy. Khi đó họ sẽ xem ta có nghe lời không, rồi cho thêm 5 viên giải dược tiếp theo. Tính từ khi nàng xuất giá, từ triệu quốc đến đại ngụy mất 2 tháng, cộng thêm 3-4 tháng nữa, vẫn còn dư 6 viên chứ. Từ Yến Quy trợn mắt, vậy tại sao cuối cùng chỉ còn lại có chừng này, còn nói chỉ còn một tháng. Điều này phải cảm ơn tướng gia. Đào hoa cười, quyến rũ cổ độc sẽ nuốt chừng những độc khác, nhưng độc hắn cho rất lợi hại, bị quyến rũ cổ độc nuốt chừng lại tăng cường độc tính của quyến rũ cổ độc, khiến ta mỗi tháng phải uống hai viên giải độc đan mới sống được. Cũng chính là thời gian sống của ta bị rút ngắn một nửa. Hít một hơi lạnh, tự yến quy nói, hắn không đã cho ngươi giải dược sao? Vô dụng mà, đào hoa nhún vai, giải dược đó không thể giải quyến rũ cổ độc, và độc hắn hả cũng đã bị nuốt chừng, không giải được, nên ta nói, chúng ta đánh cược, hẳn là hòa. Chương 137 Dù thầm tại giã thực sự không muốn giết nàng, nhưng hành vi ngu ngốc không bàn bạc trước với nàng này, cũng suýt lấy mạng nàng. Từ Yến Quy nghe vậy rất ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới nói, nói cách khác, người đối địch với người quyền thế nhất trong Triệu Quốc. Ừ, Đào Hoa gật đầu, cứu ta là đối đầu với tân hậu của Triệu Quốc. Không cứu ta thì ta chết, các ngươi mất đi một người dễ kiểm soát. Từ Tiên Sinh, nếu ngươi là thầm tại giả, ngươi sẽ chọn thế nào? Từ Yến Quy im lặng, hắn đột nhiên cảm thấy thà không biết rõ còn hơn không biết thì dù hương đào hoa chết vì độc, hắn cũng chỉ tiếc nuối. Giờ nếu biết mà không cứu, chỉ sợ không chỉ là tiếc nuối. Nhưng nếu cứu, chưa nói làm sao cứu, liệu có thể cứu được không? Nếu thực sự cứu, đó cũng là một phiền toái lớn. Mặt nhân lại, tự yến quy nhìn nàng hỏi, người muốn ta nói cho thừa tướng biết sao? Thôi bỏ đi, đào hoa cúi mắt, nhìn phản ứng của ngươi cũng đoán được phản ứng của hắn, ngươi đừng nói cho hắn, để hắn khỏi nghĩ cách đối phó ta nhìn nàng một lúc lâu, tự yến quy gật đầu, được, vậy ta coi như chưa nghe thấy gì. Ừ, còn viên thuốc này cho ta mang về. Đào hoa nói, cùng y cũng không tìm ra cách điều chế, các ngươi ở đại ngụy không có người nghiên cứu cổ độc, không cần lãng phí. Chuyện này để sau hãy nói, tự yến quy đứng dậy, ngươi nên an ủi thầm tại giã trước. Hắn lúc này thật sự sợ ngươi, nhưng không thể hiện ra, rất khó chịu. Đào hoa nhíu mày, thầm nghĩ, tự làm tự chịu, liên quan gì đến ta? tự Yến quy chập nhẹ một tiếng, cảm thấy mình đã làm hết sức. Hai người này yêu đương phức tạp, cứ để họ tiếp tục, hắn còn có việc phải làm. Thanh Đài vẫn quỳ, tự Yến quy vừa đi, trong phòng lại yên tĩnh, nàng càng thêm khó chịu. Người đứng lên đi, ta đói, đi chuẩn bị bữa tối. Trong lòng trầm xuống, Thanh Đài nhìn chủ tử mình, ngài không trách nô tỳ sao? Nếu muốn trách thì đã trách rồi. Đào Hoa cười nói, ngươi là tiểu nha đầu không giấu được chuyện, toàn bộ viết trên mặt, làm khó ngươi ở bên cạnh ta nơm nớp lo sợ lâu vậy. Lô thị giao nhiệm vụ, ngươi chắc cũng không hoàn thành được nhiều lần. Thành đài nghẹn ngào, toàn thân run rẩy, ngài phát hiện khi nào. Lần đầu tiên ngươi cho ta hạ quyến rũ cổ độc, đào hoa duỗi lưng, ngã lên giường, thoải mái nhìn nàng nói, rất rõ ràng, trên mặt ngươi tràn đầy dãy ruộng, nên lần đó ta không ăn. Nàng không ăn, tân hậu lô thị không tha, giả vờ ăn cũng không giống, không lừa được ai. Vì vậy sau một hồi dãy rủa nàng nuốt vật đó, đưa thanh đài theo mình, đến đại ngụy. Thanh đài cắn răng, ngài nên trực tiếp đánh chết nô tỳ nô tỳ từ đầu đã không yên lòng. Lòng ngươi tốt hơn nhiều người khác, đào hoa nhìn nàng, được rồi, đừng áy náy, thành thật mà nói, ta giữ ngươi bên mình cũng có lý do. Gì, thanh đài mắt đỏ hỏi, vì ngươi ngu mốc hơn người bình thường, Khương đào hoa nghiêm túc nói, ngươi làm gì ta cũng nhìn thấu, Lô Thị muốn khống chế ta khó hơn. Thả giữ ngươi còn hơn giết ngươi đổi người thông minh, thanh đài sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng, miệng bẹt ra, đột nhiên khóc nức nở chủ tử. Được rồi, được rồi, đào hoa giờ khóc giờ cười, xoa đầu nàng, ngươi làm tốt bổn phận là được, không cần sợ hãi ta, ta tự có tính toán. Nếu thật ấy nấy, tối nay làm cho ta món ngon. Ngồi bệt xuống đất, thanh đài khóc nức nở không ngừng chủ tử luôn miệng nói lời chua ngoa nhưng lòng đậu phụ, nên mỗi lần làm việc cho lô thị, nàng đều trột dạ. Chủ tử nhìn thấy hết, biết mình không đành lòng hại, nên mới đối xử tốt vậy. Vậy nhiều năm qua nàng tự trách ngày đêm, chẳng phải là uổng công. Càng nghĩ càng đau lòng, thanh đài khóc thảm thiết, hù dọa cố hoài nhu mới bước vào thiếu chút nữa lùi lại. Chuyện gì đây, cố thị thò đầu vào nhìn, khương nương tử, người đánh thanh đài sao? Đào hoa hoàn ức, bĩu môi nói, ta đâu có ác vậy, tiểu nha đầu đang buồn chuyện cũ. Nói xong, chọc chán thanh đài, khách đến, không đi pha trà. Muốn khóc chờ không có người lại khóc, thanh đài lau nước mắt, cắn môi rót trà cho cố thị, sau đó nhanh chóng rời đi. Ta vẫn thấy thanh đài là nha hoàn lợi hải nhìn bóng lưng nàng, cố hoài nhu lắc đầu, giờ khóc như đứa trẻ. Người lợi hại cũng có lúc buồn, đào hoa cười híp mắt, cố nương tử tìm ta có việc. Thở dài, Cố Hoài Nhu mùi mép giường, nhìn nàng nói, không có gì, chỉ là ngươi vất vả trở lại, ta muốn đến xem. Hơn nửa tháng nay, phủ rất khó khăn, phu nhân cũng mong ngươi trở lại. Hơi sướng sờ, nhớ lời từ Yến Quy, đào hoa cúi mắt hỏi, sao vậy? Trong chiều có chuyện gì đó, Cố Hoài Nhu suy đoán, là chuyện lớn, nếu không ra không thể mỗi đêm mất ngủ, lâu ngày thành bệnh, cuối cùng ngã bệnh. Ta ở phủ lâu vậy, chưa thấy ra tiểu tụy và bất lực như thế, còn không muốn nói chuyện với ai ngay cả phu nhân cũng bị nhốt ngoài lâm vũ viện đào hoa quay mặt cười nhẹ hắn làm việc trái lương tâm sợ quỷ gõ cửa sao nói vậy cố hoài nhu không hiểu nhìn nàng người chưa thấy bộ dáng ra như trời sập không chỉ là trột dạ khương đào hoa im lặng nhìn gối đầu trên giường đột nhiên nhớ đến thẩm tại giã nói gì đó hắn nói ngủ thoải mái tất nhiên là để lại nếu đã ngủ thoải mái sao lại mất ngủ Rõ ràng hối hận giết nàng, nhưng sao lúc tạm biệt lại hung dữ? Mấp mấy môi, Đào Hoa nói, "Ra là vậy, phu nhân muốn ta trở lại làm gì?" Cố Hoài Nhu lắc đầu, "Ta không biết, chỉ nghe phu nhân nhắc tới ngươi, nói nếu ngươi ở thì tốt, tất nhiên biết ra đang nghĩ gì." Lần này ta cũng không biết hắn nghĩ gì. Đào Hoa mặt không đổi, lăn một vòng trên giường, "Ta còn bệnh, muốn dưỡng thêm hai ngày, ngươi về nghỉ ngơi trước đi." "A." À, Cố Hoài Nhu nói nhỏ, ta còn muốn nói chuyện với nương tử, sao ngài lại thay đổi lạ vậy? Không sao, qua hai ngày sẽ tốt, đào hoa nhắm mắt, ngươi đi đi. Cố thị bĩu môi, trần trừ đứng dậy, rồi cũng rời đi. Nàng vừa đi, đào hoa ngồi dậy, chờ một trận chóng mặt qua, bọc chăn mền chạy ra ngoài. Chủ tử, bữa tối, thanh đài bưng món ăn trở lại, trong phòng đã trống rỗng. Lâm vũ viện, thẩm tại giã nghiêm mặt uống xong thuốc, ngậm cây mơ trong miệng, nếu mày tiếp tục đọc sách. Tần Đình Úy gần đây rất có ý quy thuận, muốn giúp hắn bắt lại đoàn Tân Nam để chỉ tội. Đoàn Vân Tâm hẳn phải chết, hắn chỉ muốn tha tần giải ngữ còn bị nhốt. Nhưng hắn có con bài trong tay, sao phải làm lỗ vốn. Giữ lại tần hoài ngọc là đủ, đoàn Vân Tâm và tần giải ngữ đều phải chết, cũng coi như. Đưa từ quản sự một cái công đạo, đang suy nghĩ, cửa chính bị mở ra. Thẩm tại giã ngầm đầu, vừa định nói chạm lô sao không gõ cửa, thì thấy một cuộn chăn lăn đến chân hắn. Thẩm tại giã, theo phản xạ, hắn định đạp một cú, nhưng chăn mềm mở ra nhanh chóng, Khương Đào Hoa mặc quần áo không chỉnh tề nhảy vào lòng hắn, làm nũng ôm eo, ra, đêm dài đằng đẵng có cần tiếp hầu hạ không? Dùng mình, thẩm tại giã ngạc nhiên, người uống nhầm thuốc. Trước đó không phải toàn thân là gai sao, sao giờ lại ngoan vậy? Hắc hắc, Đào Hoa nhìn hắn cười, nghe nói gần đây ra không ngủ ngon, thiếp sợ ra quá mệt, muốn giúp ra ngủ ngon một lát. Thân thể cứng lại, thầm tại giã quay mặt đi, ta luôn ngủ rất tốt. Phải không, đào hoa hí mắt, bẻ đầu hắn lại, nhìn chằm chằm đôi mắt đen, ngủ ngon sao lại tiêu tụy vậy. Ra đang lo chuyện gì, thầm tại giã cúi mắt, không vui gạt tay nàng, tự nhiên là chuyện chiều chính. Vậy à, đào hoa cười đầy đắc ý, ngồi lên đùi hắn, chân trắng nõn chui vào lòng hắn, vậy ngài ôm thiếp một lát. Thẩm tại giã ghét bỏ liếc nhìn nàng, cao mày, ngươi làm gì khuya thế này? Miệng thì nói vậy, nhưng tay rất thành thật, ôm eo nàng chặt, sợ nàng té. Đào hoa cười gian, như có chủ ý gì thực hiện được, thầm tại giã nổi da gà, ngươi rốt cuộc làm sao? Không có gì, đưa tay ôm chặt hắn, đào hoa nói nhỏ, chỉ là lâu không gặp, muốn ôm ngài nhiều. Ánh mắt dịu lại, thầm tại giã mím môi, xoa đầu nàng, cảm giác lo lắng trong lòng dường như cuối cùng đã vơi đi. Phòng yên tĩnh lại, Đào hoa không nói nữa, thầm tại giá cũng không phá vỡ không khí, để nàng cọ mình như con mèo, như hai người gặp lại sau thời gian dài. Lâu sau, thầm tại giá cuối cùng cười, ôm nàng lên giường, nói nhỏ, đừng làm loạn, sắc mặt ngươi khó coi như quỷ, còn muốn câu dẫn ta. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 138. Đào hoa bĩu môi, thiếp không nghĩ vậy đâu, chỉ là nhìn trời đã tối rồi, ngài cũng nên nghỉ ngơi cùng thiếp thôi thẩm tại giã liếc nhìn nàng một lát, rồi nói, người muốn ta nghỉ ngơi tốt hay cần cái ôm ngủ của ta. Có thể làm cả hai, sao lại không làm? Nghe cũng có lý, thẩm tại giã vuốt cằm, chậm rãi thao áo khoác ra và cùng nàng nằm lên giường. Đào hoa như thường ngày ôm lấy hắn, giữa hai người chẳng có gì xảy ra, chỉ ấm áp và thân mật. Thẩm tại giã không nhắm mắt, nhìn lên trướng đỉnh suy nghĩ một lát, rồi thấp giọng hỏi, họ đã nói gì với ngươi? cũng không có gì, đào hoa nhắm mắt, đầu tựa vào vai hắn, chỉ là trước đây thiếp không biết ngài có ý định bảo vệ thiếp, ngược lại hoan uổng ngài. Nàng vốn còn ghi hận hắn về điều này, nhưng hóa ra chỉ là hiểu lầm. Vậy là tốt rồi, hai người có thể tiếp tục hợp tác tốt. Ngươi không hoan uổng ta, thẩm tại giã cúi mắt xuống, thản nhiên nói ta thật sự muốn giết ngươi. Thuốc giải đó, hắn do dự rất lâu mới quyết định đưa cho nàng, không phải vì nàng quan trọng, chỉ là không biết tại sao cuối cùng lại quyết định như vậy đào hoa sướng sờ không vui bĩu môi ra thứ cho thiếp nói thẳng mọi chuyện đã thế này ngài không thể bớt thành thật đi một chút được sao hô hét thiếp chi vậy ta dụ dỗ, dỗ ngươi có tin không thẩm tại giã nhướng mày hỏi sau khi suy nghĩ một lát đào hoa lắc đầu vậy là được rồi thẩm tại giã nhắm mắt lại thản nhiên nói giữa ngươi và ta không cần nói dối cả hai đều đoán được tâm tư của nhau cần gì phải tốn công ngụy trang. Vậy à, đào hoa thở dài, thiếp vốn đang có chút cảm động. Nghĩ rằng ngài trong lòng vẫn còn nhớ đến thiếp, dù muốn giết thiếp nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng. Không ngờ ra chỉ là nhất thời xúc động. Thẩm tại giã khẽ hừ một tiếng, quay lưng lại ngủ. Đào hoa giống như một con mèo nhỏ, vẫn ôm hắn từ phía sau, cười ngọt ngào. Mặc dù thầm tại giã nói chuyện không dễ nghe, nhưng có câu hắn nói đúng, giữa họ cả hai đều đoán được tâm tư của nhau. Chẳng hạn như nàng hiện giờ đã nhìn ra, thầm tại giã cố chấp không thừa nhận. Trong trận chiến đấu này, không chỉ có mình nàng nhập cuộc, hắn cũng đã bị dao động và tự loạn. Thấy hắn cũng không dễ chịu, nàng liền cảm thấy vui vẻ, cuối cùng không phải thua quá xấu hổ. Nhếch miệng cười, đào hoa rất thích nhìn hắn cố chấp không thừa nhận. Điều này cho thấy, chiến thuật tình cảm của nàng không phải không hiệu quả tâm trạng nàng bỗng nhiên thoải mái. Từ nay về sau, tần giải ngữ bị xử tử, thẩm tại giã nhắm mắt lại, giọng buồn bực nếu từ quản sự vẫn chưa từ bỏ, người dẫn nàng đi xem hình phạt. Hơi sướng sờ, đào hoa ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngài và tần đình úy có chuyện gì? Không có gì. Vậy, sao ngài lại muốn xử tử tần giải ngữ? Giết người thì đền mạng, vài ngày trước ta cao hứng, cho truy nguyệt lật lại bản án thẩm tại giã nói, kéo dài như vậy, cũng nên có kết quả. Nhìn sau gáy hắn một lát, đào hoa xoay người trèo lên người thẩm tại giã, đè hắn nằm ngừa, rồi hôn lên mặt hắn cảm ơn ra. Nằm yên đó, thẩm tại giã mở mắt, nhíu mày nhìn nàng, thân thể ngươi còn yếu hơn lục trì lan, phải dưỡng tốt đi. Đào hoa dừng lại một chút, ngây ngô cười rồi nằm xuống bên cạnh hắn, nghĩ thầm nếu biết việc mình suýt chết có thể khiến hắn làm nhiều việc như vậy, thì đã nên chết sớm hơn, biết đâu hắn còn giúp mình hoàn thành nguyện vọng. Đoàn Vân Tâm và Tần Giải Ngữ đều từng là người trong tướng phủ, phạt không chỉ là hình thức. Khương Đào Hoa sang sớm đã dẫn từ quản sự đến tư tông phủ, tận mắt nhìn hai người này đền tội. Người nhà Liễu Thị đã có mặt, kẻ thù đã chết, nhưng mẹ Liễu Thị vẫn ngồi dưới đất gào khóc. Đã báo thù rồi, sao nàng còn khóc thảm thế? Thanh Đài thì thầm. Đào Hoa thở dài, vì dù đoàn thị chết bao nhiêu lần cũng vô ích, so với việc nhìn hung thủ đền tội, nàng chỉ muốn con gái mình sống lại. Từ thị cũng vậy, mắt đỏ hoe đứng cạnh nàng, nhìn người ta đưa thi thể tần giải ngữ lên, nghẹn ngào không nói nên lời. Tuy nhiên, nàng vẫn hiểu chuyện, sau một lúc liền quỳ trước mặt đào hoa, thành khẩn nói, không có nương tử, thù của truy nguyệt không báo được. Lão thân sau này nguyện vì nương tử mà làm việc, chỉ cần nương tử sai bảo, lão thân nhất định dốc hết sức. Được, đào hoa gật đầu, ta hiện tại có việc cần ngươi giúp. Từ quản sự ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn nàng, nương tử cứ phân phó. Rất lâu rồi không trở về tướng phủ, hậu viện đã có nhiều thay đổi. Cổ thanh ảnh và nam cung cầm được thăng làm nương tử, cả hai đều là con gái của gia đình cửu khanh, nhưng đều là thứ nữ. Thẩm tại giã dường như có ý lôi kéo họ, có lẽ sau lưng hai vị đại nhân này vẫn chưa có trạch chủ. Dù vương đã qua đời, triều đình chỉ còn ba vị hoàng tử. Hàng vương có ý đồ đoạt vị, nhưng chưa làm được gì đã bị thái tử nhìn chăm chăm. Ngược lại, Nam vương thuận lợi tỏ ra tài hoa trước mặt hoàng đế, tranh thủ sự yêu ái. Theo tình hình phát triển này, thẩm tại giã sẽ sớm mượn sự che chở của thái tử, lôi kéo tam công cửu khanh, rồi tìm cơ hội đoạt vị thái tử. Tuy nhiên, hậu viện này hiện nay còn có phiền toái lớn nhất Mai Chiếu Tuyết. Mai Phụng Thường là người đứng đầu cửu khanh, từ đầu đã ủng hộ mục vô ngân. Có nàng thống lĩnh hậu viện tướng phủ, giao tiếp với những người khác, nên chưa chắc nhân sự trong hậu viện này sẽ toàn tâm toàn ý giúp thầm tại giả Nàng phải giành lại vị trí phu nhân, nhưng không thể học đoàn thị dùng thủ đoạn, vì dù sao làm nhiều trò ngầm cũng sẽ tự hại mình. Để làm phu nhân, tiêu chuẩn đầu tiên là thân phận và địa vị. Dù danh hiệu công chúa của nàng không còn hữu dụng, nhưng vẫn là một thân phận, miễn cưỡng có thể xương tụng. Tiêu chuẩn thứ hai là thái độ làm người. Phu nhân chính thức phải khoan dung độ lượng, đắc nhân tâm. Điều này nàng có thể làm được. Thứ ba là dựa vào thầm tại giả. Chỉ cần nàng đạt được hai điều đầu, thầm tại giả sẽ tự nhiên phối hợp tốt, không cần lo lắng. Từ quản sự phải giúp nàng làm việc đầu tiên, đó là đi quanh các sân, nói vài lời hữu ích. Cuối cùng mời các nương tử đến tranh xuân các để hàn huyên. Chuyện này chỉ có từ quản sự làm được, vì mọi người vào phủ đều học quy củ từ nàng nên đều quen thuộc. Người quen dễ nói chuyện, hơn nữa nàng vốn được sủng ái, có từ quản sự nhờ, không ai sẽ từ chối đến tranh xuân các. Chỉ là những người đến đều khó tránh khỏi mỗi người có mục đích riêng. Gặp Khương Nương Tử, Cổ Thị và Nam Cung Thị mới được thăng chức tiến lên hành lễ, một người sáng như bình minh, một người thanh như gió đêm. Nhìn thấy đào hoa không khỏi cảm thán, ra chúng ta thật là có phúc. Phúc lớn nhất của gia không phải là có khương nương tử sao? cổ thanh ảnh cười nói ngồi bên cạnh trước đây vì thân phận khác biệt chúng ta không thể nhìn kỹ dung nhan nương tử giờ nhìn lại cuối cùng cũng hiểu vì sao nương tử được ra yêu thương nhất ai cũng biết nói không khí trong phòng rất hòa hợp cố hoài nhu cười nói không phải sao khương nương tử vừa về ra tâm tình tốt hơn hẳn sẵn lòng vào hậu viện ai đào hoa thở dài ta phúc mỏng được ra dù lòng thương xót nhưng thân thể không tốt lần này lên núi dưỡng bệnh cũng không có hiệu quả không thể hưởng hết ân sùng thế nào nam cung cầm tò mò hỏi nương tử bị bệnh gì vậy nhìn các nàng một lát đào hoa mím môi mặt lộ vẻ bi thương ta xem các ngươi như tỉ muội nên mới nói điều này các ngươi không được truyền ra ngoài được tất cả mọi người gật đầu tỉ tỉ cứ nói bọn muội bảo đảm giữ kín trần chờ một lát đào hoa ra hiệu cho các nàng vào phòng ngồi quanh giường rồi nói nhỏ, thân thể ta không tốt, e rằng khó mà có con. Bà nữ nhân hít một hơi lạnh, chừng lớn mắt nhìn nàng, tại sao lại như vậy? Một khi nữ nhân không thể sinh con, thì còn có ích gì? Cười khổ một tiếng, đào hoa nửa che mặt nói, ra cũng biết, nên mới đưa ta lên núi tìm thầy thuốc, nhưng không biết làm sao. Đại phu nói không có biện pháp, chỉ thuận theo ý trời. Trước đây, lời của cố Hoài Nhu khiến hai người khác có chút chán ghét, vì ai cũng không muốn tình cảm của ra rơi vào người khác. Nhưng nghe lời này, lòng các nàng ngay lập tức không còn so đo, trong mắt đầy sự đồng cảm. Cổ Thanh Ảnh còn an ủi, ra biết rõ ngươi không thể sinh con mà vẫn đối tốt với ngươi như vậy, tỷ tỷ nên vui mừng mới đúng. Đúng vậy, Nam công cầm nói, dù không thể có con, nhưng có ân sủng cũng tốt. Ân sủng của nam nhân, không có con cái bảo đảm, có thể kéo dài bao lâu? đào hoa đau lòng, ta chỉ dựa vào trẻ tuổi và nhan sắc, còn có chút tiền vốn. Nhưng tương lai, không chừng sẽ rất thảm. Cố hỏi nhu nhíu mày lo lắng, đại phu cũng không có biện pháp sao. Đã không có, thở dài, đào hoa ngước nhìn các nàng, mai phu nhân nói đúng, trong viện này dựa vào nam nhân là không qua ngày tốt, chỉ có nữ nhân giúp đỡ nhau. Hiện tại ta được sủng ái, sẽ không ngại kéo các ngươi một phen. Nhưng các ngươi có nguyện giúp ta khi ta chán nản trong tương lai không? giao dịch này có lợi, ai mà không muốn. Cổ Thanh Ảnh và Nam Cung Cầm lập tức đồng ý. Cố Hoài Nhu ngược lại nhìn nàng rất lâu, trong mắt đầy tiếc nuối, mạng của ngươi sao lại lận đận như vậy. Có biện pháp nào đâu, đào hoa cúi đầu vuốt ống tay áo, đều là thượng thiên an bài, dẫy rủa cũng vô ích. Được, cố Hoài Nhu gật đầu, vậy ta sẽ giúp ngươi sau này, dù không thể giúp ngươi phục sùng, nhưng đảm bảo ngươi không lo về áo cơm là không vấn đề. Cảm kích nhìn nàng, Đào Hoa cười gật đầu, rồi nhìn về phía hai nương tử bên cạnh, "Nếu các ngươi đã đồng ý, ta sẽ đi nói với gia, chúng ta cùng hưởng ân huệ, không ai thiếu phần tốt." Nương tử thật rộng lượng, Cổ Thanh Ảnh cười híp mắt nói, "Cảm ơn." Nam công cầm gật đầu theo, không nói nhiều, nhưng trong mắt thể hiện sự chân thành. Chương 139. Nhưng dù đã hứa không tiết lộ, khi người vừa rời tranh xuân các chưa được vài canh giờ, tin tức Khương Đào Hoa không thể sinh con đã lan truyền khắp nửa phủ thừa tướng. Tần Hoài Ngọc xúc động chạy đến hỏi, tin đồn các nàng nói có thật không? Người thật sự không thể mang thai à? Đào Hoa liếc nhìn nàng một cái, buông hạt dưa trong tay, người nghe từ đâu vậy? Khắp nơi đều đang đồn thổi, Tần Hoài Ngọc tặc lưỡi, họ đều nói người tranh thủ tình cảm cũng vô ích, dù sao cũng không có kết quả. Nói thẳng như vậy, chỉ có Tần Hoài Ngọc mới dám thành đài bên cạnh lập tức mặt xa sầm không vui nói, tần nương tử nói vậy là châm chọc chủ tử nhà ta. Không có không có, tần hoài ngọc vội vã xua tay, ta chỉ nói những gì mình nghe thấy thôi, thật lòng mà nói ta không có ý châm chọc nương tử. Ngược lại, ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều. À, đào hoa tò mò nhìn nàng, nói cho ta nghe xem. Tần hoài ngọc mím môi, cẩn trọng nói, ta nói thẳng, nếu có chỗ nào không đúng, nương tử đừng trách ta đào hoa gật đầu đồng ý vậy ta sẽ nói thật lòng tần hoài ngọc cười cười trong hậu viện nữ nhân nào chẳng sống dựa vào tướng gia ai cũng mong tướng gia yêu thương mình nhưng tướng gia lại lúc gần lúc xa làm người ta đoán không ra còn ngươi không giống ai ngươi đoán được ý tướng gia lại được tướng gia yêu thương tướng gia vì ngươi phá nhiều quy định ai mà không thấy khó chịu trong lòng ta cũng không thoải mái nhưng giờ thì khác ngươi không thể sinh con dù rất đáng thương nhưng điều đó làm những người khác trong lòng thoải mái hơn trời cũng còn công bằng từ giờ chúng ta không cần tranh cãi gì nữa cùng nhau sống qua ngày là được lời này thật sự rất thẳng thắn và chân thành nghe có phần khó chịu nhưng đào hoa hiểu ý nàng không giận mà còn cười vuốt cằm tâm tư của nữ nhân đều không khác nhau lắm tần hoài ngọc chỉ là nói thẳng ra nàng nghĩ vậy thì những người khác cũng đã bất đề phòng từ ghen tị và phòng bị truyền thành đồng cảm Vậy mục đích của nàng coi như đã đạt được. Ngươi nói rất có lý." Đào Hoa nhìn Tần Hoài Ngọc nói, "Nếu đã nguyện ý cùng sống qua ngày, vậy sau này ngươi cũng nên thường xuyên tới tranh xuân các chơi." "Rất tốt." Tần Hoài Ngọc gật đầu, phất tay để nha hoàn mang chén tổ yến tới, "Đây là tổ yến mới vừa lấy hôm nay, ta cũng không nỡ ăn, tặng ngươi đấy." "Cảm ơn." Đào Hoa đưa tay nhận, nhìn nàng hớn hở rời đi, nghĩ thầm cô nương này thật không biết đối nhân xử thế gặp người lòng giả dạ hẹp hòi nhìn vậy sẽ hả hê, chẳng nghĩ gì đến ý tốt của nàng, lập tức sẽ ghi thù. Chủ tử, thành đài mím môi, ba vị nương tử đó thật không đáng tin, thiệt thòi cho ngài tin tưởng họ, họ quay đầu lại đem chuyện ra ngoài. Có gì lạ đâu, đào hoa vui vẻ uống tổ yến sau khi thử bằng kim bạc, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, vì miệng người không bị khâu lại. Trước mặt ngươi họ nói sẽ không tiết lộ, nhưng quay lưng đi, khó tránh khỏi khi tán gẫu với người khác, một lúc hứng khởi lại đem chuyện kể ra. Một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng phải cả phủ đều biết. Thành đài bừng tỉnh hiểu ra, ngài cố ý sao? Nếu không thì sao? Đào hoa liếc nhìn nha đầu ngốc này, lắc đầu, chẳng lẽ ta ngu ngốc đến mức đem bí mật của mình đi thổ lộ với người khác, cầu xin nhiều bạn bè. Lòng người khó đoán, chỉ kẻ ngốc mới nghĩ vậy, bí mật thật sự nên tự mình cất giấu, không nói cho ai. Thanh đài gật đầu xem như vừa học được một điều gặp người chỉ nên nói ba phần sao có thể dốc hết lòng tuy nhiên hậu quả của việc ồn ào trong phủ cũng không tốt tối đó thẩm tải giã mặt đen lại tìm nàng tính sổ người đang đồn thổi những gì đào hoa mị hoặc nhìn hắn hỏi thiếp không thể sinh con ra có ghét bỏ không đừng nói nhảm thẩm tải giã kéo nàng đứng lên ném lên giường nghiêm túc nói đang tính toán gì nói rõ ra cho ta. Thiếp chỉ cảm thấy chỗ cao thì lạnh, muốn kết giao thêm vài bạn bè trong sân thôi. Đào hoa vẻ mặt vô tội nói, nếu không nói vậy, ai sẽ bỏ đề phòng mà thật lòng với thiếp. Kết giao bạn bè, thẩm tại giá cười lạnh, người kết bạn để làm gì? Phu nhân đang kết duyên lành trong viện này, khắp nơi gặp may mắn, thiếp làm sao không học hỏi một chút. Đào hoa nhìn hắn nói, vạn nhất sau này có chuyện gì, có thể có người giúp đỡ thẩm tại giã dừng lại một chút, thấy rõ ánh mắt nàng, nhíu mày suy nghĩ, người muốn gây sự với Mai Thị. Không được sao, đào hoa mỉm cười, ra cũng đang chuẩn bị gây sự với thái tử mà. Ngươi, thẩm tại giã sắc mặt khó coi, sao ngươi biết Mai Thị và thái tử có quan hệ? Ngài quên rồi sao, đào hoa nhún mày, cười quyến rũ, thiếp đã ở Đông Cung hơn nửa tháng, nên thấy gì đều thấy. Thái tử làm việc cũng không giấu thiếp, những điều này sao thiếp không biết trước đây thiếp còn thắc mắc tại sao tần giải ngữ nghe lời phu nhân như vậy giờ thiếp đã hiểu tần đình úy và mai phụng thường quan hệ không tồi phải không nhìn nàng một lúc thầm tại giã lắc đầu mục vô ngân quả nhiên khó thành đại sự lại không hề đề phòng ngươi khuyết điểm lớn nhất của thái tử là không biết người mà thôi đào hoa nhún vai hắn cũng có mưu lược nhưng gặp hai người xấu như ta và ngươi một kẻ hắn tin tưởng một kẻ hắn thật lòng so với vậy Nam Vương lợi hại hơn nhiều, giao thiệp với người, đều có tài năng và đáng tin, tuyệt đối sẽ không hại hắn. Thẩm tại giã hừ một tiếng, trong lòng thở dài, mục vô ngân để nàng thấy manh mối, chỉ sợ rất nhiều chuyện không giấu được. Người tính làm gì? Đào hoa quỳ ngồi dậy, nghiêm túc nhìn hắn, nam chủ ngoài, nữ chủ trong, thiếp sẽ lo việc trong phủ, vô hiệu mai phu nhân, ra chỉ cần lo việc của gia. Vô hiệu mai chiếu tuyết, thẩm tại giã cười, Mai Thị làm chủ mẫu đã hai năm, việc lớn nhỏ trong phủ đều do nàng quản, người có tài gì vô hiệu nàng. Gia chỉ cần đáp ứng tiếp, sau khi thành công, giúp tiếp một việc là được. Đào Hoa nói, còn lại, Gia không cần lo. Lợi hại như vậy, thẩm tại giã thú vị nhìn nàng, được, thời gian không nhiều, ngươi đừng làm ta thất vọng. Tuân mệnh, Đào Hoa hoạt bát hành lễ, ngẩng đầu, cười nịnh, đã vậy, Gia có phải cũng phối hợp tiếp một phen, đêm nay đến chỗ cổ nương tử một chút. Sắc mặt trầm xuống, thầm tại giã nói, người bảo ta đi thì ta đi, vậy ta thành cái gì? Vậy ngài đừng đi chỗ cổ nương tử, ngàn vạn lần đừng đi. Đào hoa lập tức đổi giọng, trợn mắt, ngài đi ta sẽ đi cùng. Thầm tại giã, hừ lạnh một tiếng, hắn đứng dậy đi ra ngoài, ta còn muốn theo ngươi nhiều, nhưng ngươi không cần. Đã vậy, đừng trách ta vô tình. Ra đi thong thả đào hoa vẫy tay lần sau lại đến chủ tử thành đài giờ khóc giờ cười ngài thế này ra sau này không đến chỗ chúng ta thì sao sợ gì chứ đào hoa phủi tay hắn sẽ không đâu không chỉ sẽ không hắn còn có thể phối hợp nàng thật tốt trong việc đối phó đám nữ nhân hậu viện này thẩm tại giã không ngốc nàng làm, làm là việc theo lợi ích của nàng đầu óc bị cửa kẹp mới có thể đối nghịch với nàng khương đào hoa đoán đúng thẩm tại giã dù không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn đi tới sân của cổ thanh ảnh cổ thị rất vui mừng nàng liên tục không được ân sùng thấy khương nương tử thật sự tín nhiệm mình đã nói không ít lời hữu ích nếu không tướng ra cũng không nhanh như vậy đã đến nương tử nhà hoàn đông ly nhỏ giọng nói bên tai nàng quản gia đưa không ít trang sức lại thêm quần áo ngủ mới vừa vặn mang tới những việc như thế này luôn do mai chiếu tuyết quản lý quản gia đưa cho nàng tự nhiên là phu nhân phân phó Cổ thanh ảnh cảm kích vô cùng, ghi nhớ ân tình này, sau đó rất vui mừng tắm rửa chuẩn bị thị tầm. Từ quản sự nhìn nha hoàn trở về báo cáo, cười cảm ơn quản gia, làm phiền rồi. Không có gì đâu, tiền quản gia khoát tay, người trước đây đã giúp ta không ít, chuyện nhỏ này tính gì. Từ quản sự gật đầu, cổ nương tử cũng có ân với lão thân, nên lão thân giúp nàng một tay, mong tiền quản gia đừng nói cho phu nhân biết. Ta hiểu rồi, những việc lén lút đưa đồ như vậy hắn làm nhiều rồi, tự nhiên không thể để phu nhân biết. Từ quản sự cười hành lễ, rồi trở về sân của mình. Sáng sớm hôm sau, cổ thị tinh thần sảng khoái đi lăng hàn viện thỉnh an, thấy Mai Chiếu Tuyết liền cúi chào, đa tạ phu nhân đã trông non thiếp. Mai Chiếu Tuyết sướng sờ, cũng không hiểu lời cảm tạ này từ đâu, nhưng cổ thị là người mới được sủng ái, nàng dĩ nhiên nhận lễ này, cười nói, lui về sau cần phải hầu hạ ra tốt, có gì cần, cứ nói với ta dạ cổ thị vui mừng ngồi xuống bên cạnh tần hoài ngọc nghe vậy liền không vui phu nhân nói vậy chỉ người được sủng ái mới có thể yêu cầu sao viện của ta gần đây cũng thiếu đồ mai chiếu tuyết nhìn nàng một cái nói chi phí trong phủ đều được đăng ký hầu hạ gia nhân vất vả chút tự nhiên được thêm chút ít người oán giận không bằng nghĩ cách làm sao để được gia tâm khương đào hoa ngồi bên cạnh uống trà không nói gì Mai Chiếu Tuyết quay sang nhìn, cười nói, Khương Nương Tử vất vả trở lại, chịu khổ cũng không ít, không cần đến thỉnh an nhiều, nghỉ ngơi cho tốt là được. Tạ phu nhân, đào hoa cười, nếu vậy, thiếp sẽ trở về tranh xuân các nghỉ ngơi. Được, Mai Chiếu Tuyết Nhu Hòa nói, nếu ngươi rảnh rỗi, có thể giúp ta quản việc vặt trong phủ, gần đây chi tiêu không ít, cũng giúp ta nghĩ cách giảm bớt. Thật là việc gì khó cũng ném lên người nàng, loại chuyện đắc tội này, sao lại bắt nàng làm? chương 140. Đào hoa ho khan hai tiếng, che miệng, vẻ mặt suy yếu nói, phu nhân cũng biết thiếp cần phải dưỡng sức khỏe, không thể làm việc vất vả, những việc vặt này thiếp không thể giúp gì được. Nói thì nói như vậy, nhưng trong viện này, ngoài ngươi ra, ta không biết còn ai có thể giúp làm vài việc. Mai chiếu tuyết thở dài, đoàn thị và tần giải ngữ đều không, liễu thị và mạnh thị cũng đã mất. Hai vị nương tử mới đến chưa quen thuộc quy củ, nhìn như vậy chỉ có phu nhân, thiếp có thể giúp một tay. Tần Hoài Ngọc vội vàng lên tiếng, thiếp quen thuộc với chuyện trong phủ, việc tiết kiệm chi phí như thế này thiếp cũng biết làm. Mai chiếu tuyết ngẩn người, mọi người đều cùng nhau quay đầu nhìn về phía nàng. Đào hoa đưa tay che mắt, nghĩ thầm, ngốc đại tỷ này, ai cũng muốn đẩy trách nhiệm, nàng lại ôm hết vào mình. Nghe lời Mai chiếu tuyết nói, nếu từ chối, công việc này chắc chắn sẽ rơi vào tay cố hoài nhu, ai ngờ giữa chừng tần hoài ngọc lại xen vào, đầy nhiệt huyết, muốn làm đại sự. Mai Chiếu Tuyết im lặng một lúc, nhìn nàng hỏi, "Ngươi chắc chắn ngươi có thể làm tốt?" "Có gì khó đâu?" Tần Hoài Ngọc vỗ ngực đảm bảo, "Ngài yên tâm, phân phó của ngài, thiếp nhất định hoàn thành tốt." Người ta đã nói như vậy, từ chối thêm cũng không được. Mai Chiếu Tuyết đành gật đầu, lại nhìn khương đào hoa. Xem như nàng gặp may, có kẻ ngốc ra mặt ngăn cản tai họa. Tuy nhiên, Ngốc tử Khương Thị cũng được che chờ thời gian qua, nàng gây họa, nàng cũng không thoát khỏi liên quan. Cố Hoài Nhu cũng đang lo lắng vấn đề này, vừa rời khỏi lăng hàn viện liền kéo tay đào hoa, cau mày nói, này phải làm sao? Với tính tình tần thị, tất nhiên đã đắc tội không ít người, ngài vừa mới vất vả tạo quan hệ hòa hợp với mọi người. Nàng đắc tội với người, liên quan gì đến ta? Đào hoa nhớn mày hỏi, ngài không phải thời gian qua đã che chở nàng sao? Tất cả mọi người đều nghĩ Tần thị là theo ngài, Cố Hoài Nhu nói, rồi nghĩ lại, không đúng, này là do phu nhân giao phó. Đúng vậy, phu nhân giao cho nàng việc đắc tội với người, người nghĩ xem với tính tình Tần thị sẽ làm thế nào. Đào Hoa cười, không liên quan đến ta, lần này người cho nàng chỗ dựa chính là phu nhân, đắc tội với người cũng là lệnh của phu nhân, ta sẽ không che chở nàng. Nàng không ngốc, Tần giải ngữ rõ ràng không nghe đạo lý, cũng không phân biệt thật xấu cứ để nàng đi. Trước kia che chờ nàng vì trong viện có nhiều người khó dây dưa, hay đùa ám chiêu. Hiện tại chỉ có mai chiếu tuyết, và cũng là mai chiếu tuyết giao việc, nàng không đến mức tự kéo mình xuống nước, tần thị là tương đối an toàn. Nếu đã an toàn, nàng chỉ cần đứng bên bờ nhìn là được. Cố hỏi nhu gật đầu, cuối cùng cũng yên tâm chút ít. Đào hoa nhìn nàng nói, buổi tối ngươi trở về bôi chút dầu cù là, học thêm chút phương pháp xoa bóp từ thợ đấm bóp, nếu ra có đi, cũng có thể giải lao. Ra sẽ đến không, cố hoài nhu sướng sờ, hắn cũng đã lâu không tới viện của ta. Sẽ đến, đào hoa khẳng định, Ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm tại giã gần đây muốn làm đại sự, tự nhiên sẽ đi lại nhiều trong hậu viện. Nàng đoán cũng đoán được, ngoài mai thị, những người khác cũng sẽ được sủng ái. Nhưng người khác không đoán được, thấy nàng như đã tính trước, chỉ nghĩ nàng ở trước mặt thầm tải giã nói tốt cho họ, tranh ân sùng cổ thị và nam cung thị theo sau vừa nghe lập tức tiến lên đón chào cảm ơn nương tử đã trông nom cổ thanh ảnh cười dịu dàng kéo tay đào hoa không có nương tử ta không biết còn bị vắng vẻ bao lâu về sau nương tử có việc ta nhất định toàn lực giúp đỡ nam cung cầm khẽ gật đầu đôi mắt hơi khát vọng nhưng vẫn kín đáo nhìn nàng không có gì phải cảm ơn đào hoa nhìn họ nói chúng ta đã coi nhau như tìm muội tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau các người cũng chuẩn bị đi, không chừng ra sẽ đến bất cứ lúc nào. Được, cổ thanh ảnh cười, vỗ tay đào hoa, vậy phiền tỷ tỷ. Cố hỏi nhu yên lặng nhìn, không nói gì, chờ hai người kia đi mới thấp giọng nói, thoạt nhìn thật không đáng tin, chắc cũng vì ân sủng mới vây quanh ngài. Tại sao họ đến không quan trọng, đào hoa nhún vai, có thể vây quanh là được rồi. Trong tướng phủ này, chủ mẫu có hai vai trò lớn, một là cân bằng quan hệ giữa các thiếp hai là quản lý phù hợp lý. Về chi phí, đào hoa không giỏi, nhưng kéo người về phía mình rất đơn giản, vì cơ thiếp coi trọng nhất vẫn là ân sùng của thầm tại giả. Nàng luôn có thể đoán được thầm tại giả sẽ đi sân nào, không ngại mà giành công. Chỉ trong vài ngày, mọi người đều cảm thấy tướng ra nghe lời nàng, nên đều yêu hướng tranh xuân các. Chủ tử Trong lang hàn viện, phong bình nhíu mày, quỳ gối bên cạnh mai chiếu tuyết nói, gần đây người đến viện tử chúng ta thỉnh an ngày càng ít, vài nương tử đều yêu hướng tranh xuân các, chỉ còn vài thị quần áo thân cận ngài còn ở đây. Mai chiếu tuyết yên lặng bày cha cụ, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, người tìm chỗ cao mà đi, có gì kỳ lạ. Khương thị có cái cách nàng muốn, tự nhiên chạy theo như vịt. Nhưng nô tỳ cảm thấy, Khương nương tử lần này trở về giống như có dã tâm muốn đoạt vị trí của ngài. Phong bình nhíu mày, ngài không nhận ra sao, mới vài ngày, mọi người trong phủ đã coi nàng như thần, đứng sau ra, còn ngài thì ở đâu? Nghĩ đoạt vị trí của ta, mai chiếu tuyết cười, trước kia ta đã cho nàng thử quản lý phủ, kết quả thế nào? Gia cũng hiểu trong lòng, nàng không thích hợp làm phu nhân. Phong Bình lắc đầu, nhưng gia hiện tại dường như càng ưa thích Khương Thị hơn trước, trước kia không nghe lời nàng như vậy. Nô tỳ lo lắng tiếp tục như vậy, gia sớm muộn sẽ bị Khương Thị mê hoặc trực tiếp giao vị trí của ngài cho nàng ngón tay ngừng lại, mai chiếu tuyết ngẩng đầu nhìn nàng. Phong bình lập tức cúi đầu. Trong phòng yên tĩnh một lúc, mai chiếu tuyết khẽ thở dài, lúc chạm vảng, người lặng lẽ đi báo cho cổ thị, bảo nàng đến đây. Dạ, hơn hai năm, lần đầu có người mưu toan cưỡi lên đầu nàng. Mai chiếu tuyết bên ngoài cười nhưng trong lòng không, trồng chén trà lên nhau, thu trà cụ vào một cách tao nhã. Khương đào hoa còn non lắm. Lúc chạng vảng, thầm tại giã bảo người thông báo nam cung cầm đêm nay thị tầm. Đào hoa cười, thầm tính toán, không sai, tiếp theo là đến phiên cố thị. Thành đài từ bên ngoài vào, đến bên cạnh nàng nói nhỏ, chủ tử, cổ nương tử đi lang hàn viện. Đi cũng tốt, đào hoa hít mắt, quả nhiên là nàng. Tuy nàng cố ý để các nàng truyền tin mình vô sinh, nhưng ai nói ra, nàng vẫn thấy tò mò. Khi ba người kia thị tầm. Đào hoa đều nhờ từ má má lấy danh nghĩa phu nhân đưa quà thưởng, Nam cung cầm và Cố Hoài Nhu không phản ứng gì, chỉ có Cổ Thanh ảnh cảm ơn Mai thị. Đã đạt thỏa thuận với nàng, rồi hướng Mai Chiếu Tiết bày tỏ, chắc chắn không phải hoàn toàn đứng cùng phía với nàng, tin tức kia hơn phân nửa là nàng tiết lộ. Cổ thị vẫn là người đáp ứng lưu loát nhất, không ngờ bán đứng nàng cũng lưu loát. Vì vậy, kết giao bằng hữu vẫn nên chờ hiểu rõ lai lịch mới thổ lộ tình cảm là tốt hơn. Tần Nương tử bên kia thế nào? Đào Hoa hỏi, nhắc đến nàng thanh đài toàn thân dùng mình, vẫn vậy, luôn lắc lư trong phủ, thấy chỗ nào tiêu xài lớn liền bắt người ta thay đổi. Có người không phục, nàng liền đem phu nhân ra, đánh người ngừng lại. Phu nhân bên kia tức giận không chịu được, nhưng lại khen nàng làm đúng. Biết trước sẽ có kết quả như vậy, đào hoa vui vẻ lăn lộn trên giường, đây chính là nâng cục đá đập chân mình, phu nhân còn không hiểu rõ tính tình của tần thị. Nếu ta là nàng, ta đã từ chối tần thị ngay lập tức định đẩy chuyện đắc tội cho ta, không ngờ oán khí lại dồn hết vào lăng hàn viện, hơn nữa có khi còn nhiều hơn cả khi nàng tự làm. Thành đài vẫn còn sợ hãi gật đầu, ra vốn muốn xây ao trong viện của chúng ta, nhưng cũng bị tần nương tử ngăn lại. Nghe gớm vậy sao, đào hoa chớp mắt, xây ao để làm gì? Không phải hôm qua ngài nói sân nhỏ của chúng ta cách vườn hoa xa quá, không tiện ngắm cá chép sao? Thanh Đài nói, "Ra nghe vậy liền định cho người xây hồ cá trong hậu viện để ngài xem." "Cái gì? Đào hoa tròn mắt, cưng chiều ta vậy sao? Hắn lại muốn làm gì?" Thẩm Tại giá càng tốt với nàng thì lại càng có chuyện không hay, đây là đạo lý từ xưa không thay đổi. Thanh Đài lắc đầu, "Nô tỳ không biết rõ, ra cũng đã lâu không tới viện của chúng ta, bận rộn cưng chiều người khác. Có thể sợ chủ tử buồn nên mới an ủi ngài chút." "Nàng có gì mà buồn?" nam nhân ở đây tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, thầm tại giã với thân phận như vậy cũng không thể cứ quanh quẩn bên mình nàng mãi. Nếu nàng buồn, chỉ là tự làm khó bản thân thôi. Thấy đã gần nửa đêm, đào hoa không nghĩ nhiều, trực tiếp chui vào chăn chuẩn bị ngủ. Thanh đài cầm đèn ra ngoài, cẩn thận đóng cửa kỹ. Nhưng nàng lại quên đóng cửa sổ, có người từ cửa sổ vào, lặng lẽ bò lên giường. Bị tiếng động làm giật mình, đào hoa mở mắt, thân thể cứng đờ duỗi tay sờ eo người này, nàng thở phào, ôm chặt, làm nũng, ra muốn hù chết thiếp sao. Lén lút như vậy, muốn làm gì? Thẩm tại giã nhớn mày, sao ngươi biết là ta? Chuyện này đơn giản thôi mà. Đào hoa bóp eo hắn, thiếp rất quen thuộc nơi này, dễ dàng nhận ra. Thẩm tại giã hừ nhẹ, ôm nàng, để nàng nằm trên ngực mình, gần đây ngươi lại đang tính kế ta. Làm gì có, đào hoa cười không ngừng, ra muốn làm gì, thiếp không hề nhúng tay mà. Vậy sao ngươi biết rõ ta muốn đến sân nào, còn tính toán chính xác? Thẩm tại giã nheo mắt, ngươi sắp xếp người bên cạnh ta. Có người bên cạnh ngài cũng vô dụng, chỉ có thể là run đũa trong bụng ngài mới được. Đào hoa nghiêm trang nói, đúng vậy, run đũa lớn nhất trong bụng ngài chính là thiếp. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn